Thưa quý vị, một phần mà chúng tôi có thể đến với mình là một phần của những người dân tộc chúng ta. Tuy nhiên, năm 2020 rất đặc biệt là sự phát triển trong đất. Vâng, chúng ta chọn đất của những vị trí, những vị trí của các cơ quan những hội dân tộc và của chúng ta. Thì chúng tôi được được giữ bây giờ là thì chúng ta có thể Good morning. Thank you.
access into your library, girl. Does it come with the hands up? Yeah, yeah, no, just lock my bad hands up. Yeah. Wait. You sure? Ôi lần chưa con cảm tạ Chúa đã chọn chúng con làm chứng cho Ngài qua giờ phục vụ của chúng con. Xin Chúa giúp cho chúng con sắp sửa, chúng con hát ơn vinh mẹ. Xin Chúa soi sáng cho chúng con để chúng con làm mọi sự tất cả được quy về Chúa và dâng lên mẹ nên đó hoa tim. Xin Chúa giúp cho chúng con mọi sự đều thật tốt đẹp. Chúng con cảm tạ chúc tụng và ngợi khen Ngài và xin Chúa giúp cho chúng con từ quay phim, từ những người diễn, từ những người hát và tất cả mọi sự thật là nhịp nhàng, thật là tuyệt vời. Chúng con cảm tạ chúc tụng và ngợi khen Chúa. Chúng con nguyện xin vì danh cực thánh Đức Chúa Jesus Kitô là Chúa chúng con. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Cảm tạ Chúa. 1, 2, 3. Hallelujah. Hallelujah. Thank you.
mẹ là vâng, con giờ đây kính dâng về mẹ. Lạy Đức mẹ là vâng, con vui mừng cầu xin Đức mẹ. Mẹ chính niềm cậy trông, niềm hy vọng sự sống chúng con. Mẹ chính là trạng sư, là nữ vương mẫu thân của con. Lạy Đức mẹ là vâng, dâng về mẹ lắng lo buồn phiền. Lạy Đức mẹ là vâng, dâng lên mẹ lời kinh thân nguyện. Con có mẹ sợ chi, dù con gặp bao nỗi khó nguy. Bên Đức mẹ từ bi, đời chúng con sống vui ngại chi. Bầu cho chúng con, để chúng con được có ngày hôm nay đến đây để dâng lời ca tiếng hát, chúc tụng, ngợi ca và cảm ơn mẹ, cũng như cùng các em múa, hát, dâng lên mẹ. Và chúng con chỉ biết nói lời cảm ơn mẹ và cảm tạ Chúa vì biết bao nhiêu hồng ân của Chúa và mẹ đã thương, gìn giữ tất cả mọi người chúng con trong cơn đại dịch vừa qua. Và cho chúng con được đến đây ngày hôm nay. Và chúng con cũng không quên dâng lên mẹ tất cả những người Việt Nam của chúng con đang ở nơi quê hương của chúng con. Xin mẹ
thương dìu dắt và cho chúng con được luôn luôn vững niềm tin tín thác vào Chúa và luôn luôn trông cậy chạy đến với mẹ, vì chúng con tin qua lời cầu bầu của mẹ Chúa sẽ nhậm lời. So the dancers got together for I think a couple weeks, and even though personally I didn't really know anyone, it ended up being quite fun because the people were fun to work with. They were around my age, and even though we knew that we were kind of doing this as like volunteer work, it didn't feel like volunteer work because we were doing this for our faith and our religion, and it was good to connect through that and through the community, which I think is very important these days, especially in the pandemic. And since Mother Mary of Lavang, she came to the people back then in their time of need. She was kind of like their source of hope and courage, which kind of relates to today, especially during the pandemic, like I said, because with this statue and this shrine, it was important to let people know that Mother Mary is still our mother today, and she's gonna help lead us through the tough times that we're experiencing now. And even though a lot of people don't see that there is an end to this pandemic and to COVID-19, it was nice to have the assembly that introduced the statue to the church. It helped bring the Viet community to light. It gave us some recognition, and it gave us the hope that we really needed today. Kính chào quý vị, tên con là Jolina Deng và con là một thành viên trong bài hát múa cho Đức Mẹ La Vang. My name is Jolina Deng and I was one of the dancers for Our Lady of La Vang Shrine. This experience was honestly one of the most fulfilling experiences of my life. I thought it was such a great privilege to be able to do this dance with a bunch of other people around my age to offer up for Our Lady of La Vang, knowing the like cultural significance of her in our Vietnamese histories, on how she really guided us through hardships, our ancestors when they were going, trying to like escape Vietnam. She really gave them hope and helped them through those hard times, as I know that she will help us like now and today. So the canon effect from the dance was when we had three sections doing the moves as we went on. So Tiffany and Evelyn had the hardest part, where they started off with a pirouette and then the next four in the middle joined in. And then me and Caitlin, this is one of my favorite parts of the dance, we started off like just like ending off with the pose that they ended in, and then we went, it was like a really arched back bend, and we had to go down and then just spin around. And then that was when a little something that was very different from when we did it the original time, because it was originally we just like walked to our position during that music part of it, but this time we added in that whole canon movement, so it was a lot different, and I thought that was one of my favorite parts of the dance for sure. An experience that we haven't been recently able to do because of COVID, having to social distance and having to stay away from each other in masks, it kind of cuts off the connection. But by doing this dance together for Mother Mary, it was able to bring us all together in our faith and to honor her. Anybody that sees will also feel that and want to come and pray and worship and ask her for help and thank her for her help, because she's always with us and always helping, even if we don't notice. Lời đầu tiên mình xin được gửi lời chào thân thương tới tất cả mọi người đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Là một con dân của giáo xứ Chánh Tòa Chúa Kitô, mình rất là hạnh phúc được tham gia chương trình phục vụ ngày hôm nay. Đã có nhiều lần mình ao ước được làm một cái gì đó hoặc là tham gia một cái chương trình nào đó của giáo xứ, nhưng mà hoàn cảnh không cho phép. Rất là vui lần này có chương trình này, và mình đã ghi tên và đã thực hiện được. Qua cái công việc này, mình thấy cái sự hy sinh của những người làm cái chương trình và thực hiện chương trình này thật là quá tuyệt vời. Để có được những cái gì mà mọi người đang xem thì mình thấy cả là một cái công trình chuẩn bị từ biên đạo múa, kỹ thuật, các cái động tác, rồi ban trang phục, lo lắng quần áo, rồi nguyên một nhóm tất cả các máy ảnh, rồi trong thời tiết điều kiện nói chung là cũng đang mùa hè nóng lắm,
Nhưng mà thấy mọi người hy sinh và làm việc nối kết với nhau, mình thấy mình rất là ngưỡng mộ và phải nói là cảm kích cái sự hy sinh cũng như cái sự chỉ bảo của tất cả mọi người. Thì qua đây mình muốn tạ ơn mẹ vì những ơn lành mà mẹ đã cho và muốn được quảng bá linh đài Đức Mẹ ở đây. Và hy vọng rằng mọi người đến với mẹ, và nếu như những gì mình làm mà làm một cái gì đó mà lôi kéo được một ai đến với mẹ thì là thật là quá tuyệt vời. Rất mong mọi người đến với mẹ và phó thác cuộc đời của mình cho mẹ. Và nếu mẹ đã cho mình những gì thì cũng hãy đến với mẹ để tạ ơn mẹ. Xin cảm ơn mọi người theo dõi.